Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt kiểu gõ tiếng Việt cho iPhone cực kỳ đơn giản. Nhiều bạn biết rồi thì hy vọng các bạn xem để các bạn tham khảo, còn những bạn biết chưa biết thì các bạn có thể theo dõi. Đó. Thì đầu tiên các bạn vào cho mình phần cài đặt chung của máy nhé. Rồi, thì các bạn chọn cho mình phần cài đặt chung của máy này. Sau khi chọn phần cài đặt chung của máy, các bạn tìm đến cho mình cái mục là bàn phím, các bạn click vào. Rồi. Ở đầu tiên các bạn nhìn thấy cái mục bàn phím nhé. Bàn phím thì các bạn chọn vào cho mình thêm tiếng Việt. Thì nếu bạn nào chưa thêm thì nó sẽ không có cái mục tiếng Việt ở trong này đâu nhé. Các bạn click vào bàn phím mới này. Các bạn sẽ chọn xuống cho mình cái mục tiếng Việt nhé. Đấy, tìm xuống đến phần tiếng Việt theo chữ cái ABC nhé. Đấy, tiếng Việt. Ở đây thì tiếng Việt các bạn thêm rồi thì mình nghĩ là nó không có đâu. Đấy. Nếu không thì tiếng Việt nó ở khu này này các bạn nhé. Rồi, các bạn thêm xong thì các bạn sẽ thấy phần tiếng Việt và các bạn chọn vào. Các bạn chọn cho mình cái mục là QWERTY. Đấy. Rồi, sau khi các bạn thêm xong thì mục bàn phím nó sẽ xuất hiện tiếng Việt cho các bạn nhé. Ok. Vậy thì bây giờ các bạn sẽ gõ được tiếng Việt trong những cái mục tin nhắn của các bạn rồi. Bây giờ mình ví dụ cho các bạn nhé. Bây giờ các bạn vào một đoạn tin nhắn cũng như là trong các cái phần nhắn tin soạn thảo trên các cái ứng dụng khác cũng tương tự. Ở đây các bạn nhìn thấy cái mục là ở đây nó đang để tiếng Anh nhé. Đây các bạn ví dụ gõ tiếng Việt thì không được nhé. Đấy. Các bạn click vào cái phần ô quả địa cầu này. Ví dụ đây đang tiếng Anh, các bạn chọn Speak là tiếng Anh nhé. Các bạn chọn phần quả địa cầu này. Các bạn nó sẽ tự động chuyển sang tiếng Việt cho các bạn nhé. Đó. Đấy. Đấy. Ok nhé. Vậy là xong nhé. Đấy. Mẹo này nó tuy nó đơn giản nhưng mình nghĩ là cũng hỗ trợ được rất nhiều các bạn. Rồi, nếu bạn thấy hay thì đừng quên cho mình một like, một đăng ký nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tới của mình.